Ok các bạn, đây là cuộc gọi trong đêm. Thì hiện tại là ngày thứ 6 các bạn. Chủ nhật là Andy Vũ nó sẽ về lại Việt Nam rồi. Nó mới ngủ dậy, nó đi chơi gia đình xong nó ngủ dậy. Cái hiện tại là 10 giờ 50 nè. Nguyên mới đi cài về định đi tập gym. Cái thanh niên nhắn tin Nguyên bên Instagram nói là: "Ê Cảnh không? Đi ra ăn uống." Khánh thì nó ngủ mẹ nó rồi. Còn Nam Quán thì chắc mê làm vậy cũng mệt rồi, ở nhà xa cho nên thôi. Thì gọi anh Công thì anh Công không bắt máy, cho nên thôi hai anh em đi ra. Nguyên đang qua nhà rước đó, chắc ra phở nào đó ăn cho vui, ngồi chiêu. Nó nói vậy thôi, ngồi chiêu, tại vì ngày mai nó đi với gia đình nó nữa. Tại cũng đúng mấy năm trời chưa gặp ba mẹ các bạn, thì mai nó dắt mẹ nó đi chơi. Cho nên gia chỉ có cuộc gặp vậy vậy thôi, chứ không có vlog nhiều được. Hy vọng rằng vlog này ngắn nhưng mà anh em trở lại vui mừng cho nó, thấy nó thành công trên con đường rap hiện tại cũng vui nha. Cho nên qua gặp hỏi thăm vấn đề rap này, coi anh em như thế nào rồi, không lâu ngày không gặp rồi. 6 giờ chiều ngày mai thằng Năm Quán nó mới đi làm về, trễ quá. Mà giờ đó xong rồi nó chuẩn bị hành lý, tại như Sunday nó bay các bạn, cho nên người ta bay mà đâu có đi trễ được, vậy thôi. Nó nói nó qua đây ngắn để chạy show với anh Thái Việt Chi á. Rất tiếc nãy hỏi có anh Thái không thì anh Thái về nhà rồi, nếu không là mình xin tấm hình với idol của mình từ lúc năm 2000 nghe nhạc rap rồi. Hy vọng có duyên kỳ sau. Rồi gặp lại các bạn, theo dõi tiếp tục cái vlog nha các bạn, nó ngắn thôi chứ vui, quay cho anh em lên hình rồi cho vui thôi. Gặp lại các bạn. Đây các bạn, đã tới nhà của rapper Ăn Đi Vũ. Ra lại ngoài. Đi đánh vòng xe lại coi. Rồi đi. Ôi quên luôn rồi. Gần xuống rồi, gần xuống. Đéo biết chạy. Gần xuống, gần xuống. Cái nữa. Cái nữa, nó cái nữa. Chữ đờ rồi, giọt đi. Máy giọt nhanh lắm á. Đồ á. Ác lắm bạn, bây giờ là bấm Spotify nghe nhạc đó là có rapper kế bên luôn á. Ghê à. Đó. Không có nghe. Đồ má đó. Cái xe lộ mày buông ra tự nhiên thắng lại à? Ừ. Đúng rồi, Khánh nó xếp nha. Ờ, rapper vừa đua vừa lái luôn. Đồ xe này cái chế độ tự thắng luôn rồi. Ừ. Mày muốn tắt cũng được nữa. Gì? Mày muốn tắt không? Thôi tắt cái vô tường á. Ừ. Đồ má, bị anh đi Vũ đánh có copyright luôn. Đồ má. Đồ má, nó đánh gọi vậy luôn. Cái mẹ nó chơi vui rồi. Bây giờ tách lạ các bạn. Đúng quá, có cái gói mà mua một cái là có Spotify nhạc rapper cái bên luôn. Đây được có mấy ngày à, được nhiêu hay nhiêu hay nhiêu anh. Tối luôn cạch cắp kèo hai lộn ra biển. Xe Năm Quán. Chơi. Đủ quá chio cù lô la con cạch. Đủ quá chạy thua chứ SUV là bán luôn. Để hồi chạy lên nhà đó. Đủ quá mà chắc nó có cửa thua lắm á. Nó luôn. Xe bao nhiêu mà, bao nhiêu ngựa vậy? Đủ mất 300 ngựa mấy anh, ba máy luôn đó chứ. 300 ngựa hả? Ừ. Xe tôi này Vũ 320. Xong. Đủ quá. Đủ quá. Đủ quá. Chơi rồi. Đủ quá, bỏ, muốn bỏ là bỏ. Chạy hoài đéo ăn được luôn. Cái bữa kéo á, hồi xưa lâu lắm rồi. Trời đéo lại luôn. Số nào không đéo lại. Ủa xe nó giờ còn không? Còn, để nhà. Có đồ không? Có. Đồ bác rồi à. Ồ mày lúc đó mày chưa thấy bác rồi không? Chưa. Lúc đó đang đi coi đồ mà. Ờ, đồ mấy cái bài này cái hút lạc nhất là không có nghe. Cái bài này giống như đồ má chửi mày nghe nhạc á. Đồ mày đéo có nghe nhạc. Không có nghe. Đúng mấy bài này nghe đã lắm không em? Đừng giỡn. Mốt là mình nhạc tôi làm cái beat thôi, đéo có tiếng luôn. Dạ. Mù. Tên là mù đó. Giống kênh gì quán Nguyễn Diệp CD ấy. Đen thui. Màu đỏ, đúng không? Có tiếng mà nghe cá nhân nữa. Đúng mấy bài này quán luôn nè. Lấy luôn à. Mà cái xe này cái bản yếu nhất đúng không? À. Chứ mà là cái bản của Năm Quán xưa đúng không? Đúng rồi, cái bản này là chỉ là pin ngắn thôi. À. Nhưng mà nó vẫn giọt á, mày thử đi. Đồ má thử con cạch. Lo được thử nguyên tích kịch luôn đồ. Đeo chưa về nào lại luôn. Đó. Đồ má xe này chạy xe tôi đi vũ được à. Xe này đua được. Xe kia không được đâu.
Chạy im phải không? Đang phở gì vậy? Phở good á. Quẹo trái đường chắp men. Thẳng luôn không? Ai lộ với em luôn. Má đúng rồi, mấy cặp tết là lâu lộ mà đúng rồi, mấy thằng nô sao. Nó mất dài lắm á, má nó giọt ghê thiệt xuống. Má mà nó xui xui đó gặp mấy thằng lộn lụn má xúc ra đồ xe độ cua một cái quê. Má về tắt luôn, im như cục pin. Im như cục pin luôn, nói chuyện luôn. Má cả năm sáu năm trước thì S2K đi bố bà cũng nên là đang vỡ lắc cái xe này hết được vậy không biết rồi ồ chiếc này real wheel drive á đồ má còn phá hư xe ba nguyên đồ má chắc khúc này mình cắt quá các bạn ơi, ba nguyên hay coi vlog lắm lá hồi này tới đủ quá đúng rồi đồ má ông coi tới khúc này ổng buồn lắm đủ má tao quá rồi chưa mòn con trai nữa. Em xe này được nắm quán hút cấp cho 6 tháng không chạc free man. Chạc free hả? Ừ. Chạy tha hồ luôn á. Lộn trước khi nghỉ làm báo coi. Báo. Nó nghỉ làm rồi đúng không? Chưa nó còn làm. Ủa, nó còn làm Tesla mà nó bán Tesla. Ừ, mất dạy á. Ông già nó vẫn còn chiếc Model Y. Model Y. Hỏi chi nào lẽ nhất play vậy? Rồi, bây giờ gặp lại. Giờ tìm vợ. Má con mèo em đi vũ báo từ Việt Nam qua Mỹ luôn các bạn. Má giờ đi bắt mèo. Đây nè. Dạ. Nè nó nè nè. Ở trên đầu nè. Chết mẹ nó chạy rồi. Nó đâu rồi? Má mặn sai con của mày ở nhà. Nhớ hơn hả? Má này là thánh bắt mèo các bạn ơi, chứ mình không biết bắt đâu. 12 giờ đi bắt mèo. Sorry. Don't worry. Yeah, your hand. Right there. Đâu? Oh, there you got it? Yeah. I got it. Let me hit him. Thank you. Con mày hư này. Đó. Đem về Việt Nam luôn đi. Yeah, you can. Mặt quậy hả? Rồi. Thì mình nghĩ các bạn, cái tiết âm mưu là con mèo hồi nãy là không phải của nhà đó. Đúng hả? Là một con mèo hoang. Rồi nó dụ mình bắt giùm á. Đúng rồi. Tao có đi rồi. Đi ra qua Mỹ đi ăn chậm mèo. Đúng quá. Cái con mèo đó là của tiệm phở. Chắc vậy rồi. Giờ mình chạy ngược lại bắt lại hả? Đúng rồi, quay về xôi. Có gì báo cảnh sát như mình nha. Dám bắt đồ á, mèo quang là trai khác. Em coi vlog thì nhớ trả lại con mèo. Coi chừng công, con mèo con công á. Đồ con công như nuôi nhà nuôi con đống mèo luôn. Nuôi luôn mèo nhà hàng xóm. Đồ lộn khôn ghê đồ. Chơi caro. Chơi caro. Ủa đang làm gì đang caro. Hiểu luôn. Mặt tập trung á. Đừng có hình quá, hai có ai lộn ngu bắt mèo vậy. Mới ngu này chưa? Cười ẻ luôn. Nó hỏi ông xem tôi cái clip mèo. Ơi, tôi xem qua chưa? Lộn quá. Kìa. À, anh ơi, em đã bắt, có hai ngu bắt mèo cho em rồi. Tối nay mình thịt nó luôn. Chờ em xíu nha, hang này nó ngu lắm. Hang ngu lắm, có hang lầu Việt Nam. Thấy em gái bắt mèo giúp rồi. Nó thấy mình quay. Thấy rồi. Thôi rồi giờ qua nhà hàng Châu các bạn ơi. Đây các bạn. Đây nó nữa kìa, em con nữa kìa. Nhà nuôi mèo hả Châu? Yeah. Rồi vậy đúng rồi. Vậy là một hồi nhỏ nó mang mèo quá. Đường có xe đẹp vậy. Nguyên cái gara luôn. ITB. ITB. Xe này xong rồi đúng không Châu? All done. All done. Chiếc này giờ đẹp là mà. Chiếc này là the best AC in Seoul cao không? No. No. Mấy cái chiếc kia đẹp đẹp thôi. Ghê vậy? Yeah. Thiệt luôn hả? Yeah. The best nè. Ồ xe này của Toby nè. Why? Toby. Toby. Why don't you like show car only or track only? Vậy gì? Track and track nó mạnh hơn. Còn show nó đẹp hơn. Rồi mấy đứa show mà. Dạ. Coi.
Check my life. She said change everything. Quick smoking. Hai chiếc. Nó mới đi theo á. Rồi. Quá lộn miệng. Đéo xuống. Chuyện everything. Đâu biết. Ok. Máy mà sợ camera nó thấy không? Nó biết mình làm rồi. Ủa quá. Kêu tới rồi đi ngủ thì phải chịu thôi. Lộn chả nó nghe. Sao lộn quá, chứ không ngủ đâu. Bye nha. Mới quay tài các bạn ơi. Hôm nay có đêm gấp bờ LCK. Này là bữa ăn cuối của Andy Vũ. Về lại làm quốc liên viên. Mình ăn xong nó chết rồi. Sao lộ mình bị chết á. Mày nhìn coi tá màn nào sống lâu lần. Té núi chết em. Tao đi cẩn thận chứ tao không đi giống mày. Mày đi bộ mày còn té nữa. Ai mà biết. Cũng giận sẽ giận mà. Vô. Ê. Tao có thằng bạn tao làm cái xe bỏ nó công. Muốn lấy đồ xe có gì tao kết nối mày à. Ờ được. Mày có lấy được đúng không? Ờ được. Rồi. Tạm biệt, bye bye. Ok, tạm biệt. Rồi tao đóng vlog luôn nè. Rồi hẹn gặp lại. Tương lộ bình an. Mùa 4. Hỏi thăm khoa sen. Bye bye. Bố kêu khoa sen cải đồ ở đây. Ừ. Thương quá dễ thương á. Bye bye anh em. Bye.